Chào cô chú anh chị nha, em còn cây tin dùng gia đình 201C nha, mới 201C này chưa vệ sinh chưa dọn nha, làm xích nó rất đẹp nha, làm nó chắc khoảng 4 tấc rưỡi rồi. Này bao hơi lửa nha mọi người, đủ đồ, tiền quá đẹp nha mọi người, tiền rất đẹp, ốp làm quá đẹp luôn, này vệ sinh ra đẹp nha, bao hơi lửa, này chưa dọn nha mọi người, máy là mồi xăng nổ nha, con này em để cho mọi người 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bao ship lên nha, lọc gió còn rất là mới, hai triệu rưỡi nha em bao ship nha, làm thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề giúp em nha, chào cô chú anh chị nha.